Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Ngày hôm nay là ngày 28 Tây tháng 1. Tại giờ thì mình đang ở xung quanh khu nhà của mình, khu hàng xóm của mình ở Nakano. Thì bây giờ trời đang tuyết. Đây có thể nói là trận tuyết đầu mùa đầu tiên của năm nay. Không ngờ đâu là mình đã đợi cái mùa tuyết này rất là lâu rồi. Cứ tưởng là dự báo thời tiết là tuần trước nó sẽ có một trận tuyết, thì mình hóng mãi cuối cùng lại không có tuyết. Thì ngày hôm nay người ta lại chẳng có dự báo là có tuyết gì cả thì nó lại có tuyết. Đó, may thế. Thì mình vừa mới gọi là lên trên mạng xem mọi người đăng ấy, thì cái là thấy mọi người đăng là toàn tuyết, là tuyết hết thôi, nên là rất là thích. Đức phải chuẩn bị chạy đồ lấy máy ra đây, mà may lúc nãy máy còn chưa sạc pin cơ, nên phải sạc vội máy để đi ra quay phim như ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chắc là mình sẽ đi quanh quanh cái khu vực Nakano này của mình để có thể gọi là theo dõi và xem tham quan, phải tham quan mà ngắm tuyết, xem ở tuyết ở Tokyo và cái mùa năm nay nó sẽ như nào. Mà hôm nay chắc là sẽ là vắng, tại vì bây giờ Nhật nó đang dịch ấy, mọi người ra đường nó sẽ không có đông. Thì cái chỗ này là cũng một chỗ công viên này, công viên ở khu Nakano ở đây nó cũng vắng luôn, chẳng có ai cả, có hai đứa trẻ con ở phía đằng sau kia đang nghịch linh tinh thôi. Đó, thì để chuẩn bị đi tuyết như này, ngoài máy quay của mình ra, mình còn phải chuẩn bị ô những ngày găng tay rồi mũ này nữa, tại vì thời tiết thì trông có vẻ rất là lạnh. Nhưng mà nói là lạnh thôi, nhưng mà tại vì mình rất là đam mê tuyết. Tuyết là một nguồn cảm hứng cho mình để mình làm tập vlog này, rất là thích tuyết luôn. Có nhiều người thì gặp tuyết nhiều quá rồi, sang lâu gặp nhiều tuyết nhiều quá hay là đi chơi tuyết nhiều rồi. Nhưng mà mình thì thực sự là Đức có rất là ít khoảng thời gian ở với tuyết này, nên là hôm nay sẽ đi quay phim tuyết như thế này. Và thực sự là trong trời trông lạnh thôi nhưng mà rất là hứng thú, nên là chẳng thấy có lạnh gì cả. Yeah, giờ thì mình sẽ cùng đi tham quan cái khu vực Nakano này, trong thời gian tuyết này sẽ như thế nào nhé. Hôm nay thì bắt đầu tuyết rơi là khoảng tầm 3 giờ hơn thì tuyết rơi. Bây giờ thì là khoảng tầm mấy giờ nhỉ? 4 giờ hơn. Lúc mới rơi ấy thì lúc đầu nó thấy rơi dày lắm. Rơi rất là dày luôn. Bây giờ thì bắt đầu cái hạt của nó như nó bị xuống cấp đi một tí rồi. Hạt nó không xịn sò như lúc nãy. Bây giờ chắc chuẩn bị chuyển ra mưa rồi. Hy vọng là nó vẫn còn tuyết. Chứ nếu không bây giờ mình quay đi quay mưa như thế này thì lại quá là xoàng rồi còn gì nữa. Oh shit, đừng có mưa nha các bác nhé, cố gắng chuyển hình tuyết lại đi, trời ơi. Oh my god. Thank you.
thì hiện tại giờ mình đang ở, cái này là một cái cầu đi ngang qua cái tuyến đường sắt ở đây, ở chỗ ga Nakano. Gần ga Nakano chắc là đi khoảng tầm 5 phút thì sẽ tới ga Nakano, nhưng mà mình sẽ không tới ga Nakano, mình sẽ tới một cái công viên ở chỗ gần trung tâm Nakano này đó, để mình xem là ở đấy xem có những cái hạt tuyết ấy. Thường là những cái chỗ mà bãi đùng trống ấy thì nó sẽ có những hạt tuyết, nó sẽ lưu lại, nó giữ lại chứ nó không có tan ra. Chứ còn nếu mà hạt tuyết ấy mà nó rơi xuống dưới đường ấy thì nó sẽ tan ra. Tuyết bây giờ thì thực ra là cũng vẫn còn tuyết, nhưng mà cái tuyết giờ nó không xịn như tuyết lúc nãy nữa. Hạt tuyết lúc nãy nó dày, nó rơi xuống nhìn cho nó đã lắm. Bây giờ mình cũng cảm thấy hơi tiếc là vì lúc nãy là mình ở lại nhà khoảng tầm cỡ, mình đợi khoảng tầm 30 phút để mình sạc pin máy ấy, cho máy nó đầy pin mình đi quay cho đã. Thế mà cuối cùng mà đợi sau 30 phút cái là cái hạt tuyết ở đây ấy, nhìn trông nó đã khác như thế này rồi. Cảm thấy hơi bị nuối tiếc ấy. Nếu mà ngày hôm nay mà mình mà không quay được những cái cảnh mà tuyết đẹp ấy thì thực sự rất là đáng tiếc cho ngày hôm nay luôn á. Hơi bị mất công, hy vọng là trời đừng phụ lòng mình. Yeah. Thì bây giờ mình đã tới được cái khu công viên trung tâm ở Nakano này. Thì thực sự công viên Nakano này đúng theo như mình dự đoán thật ý, là nó có tuyết, nó có tuyết mà thề luôn, mà tuyết là nó rơi dày mà nhìn thấy là nó đọng lại luôn ở đây. Nếu mà như kiểu là cái chỗ đất nào ấy mà nó không có rộng như này, mà nó kiểu nhiều người đi qua đi lại ấy, hay là đất bê tông ấy, thì nó sẽ không thể nào đọng được nhiều loại tuyết được ở trên là cái đất, tại vì đất thì nó lạnh hơn. Đó, mọi người để nhìn thấy đằng sau phía bên kia đây, mấy cái đám trẻ con ở phía đằng xa xa kia, chúng nó đang chơi cái đùa tuyết với nhau. Mà đi ở cái trời tuyết này ấy, thì sẽ rất là trơn, nhưng mà thật sự là rất là thú vị, mình rất thích cái cảm giác này luôn. Nếu mà đến đây mà nhìn được thấy cái cảm giác này là thôi tạm thời hơi mãn nguyện rồi, nhưng mà mình thì vẫn thích là hạt tuyết nó rơi to hơn, nó rơi nhiều hơn, và để những cái quay phim nhìn nó rõ hơn ấy. Chứ còn như bây giờ thì hạt tuyết lại rơi chéo chéo sang bên này, mình phải cầm cái ô chéo chéo sang bên này, không lại rơi vào cái máy đây chết dở, tự dưng lại cháy máy nữa đó. Nhưng mà thực sự là đến đây thì nói chung là cũng 80% là thấy thích rồi, hy vọng là nó sẽ mới có thể quay được cái gì nó hay ho nữa. Và quay chỗ này xong thì chắc là nếu mà được thì mình sẽ ra, nhưng mà mình nghĩ là cái chỗ phố mua sắm, cái phố mua sắm của bên Nakano kia thì nó sẽ không có xịn xò như thế này đâu. Nhìn thế này mình phải ra cái chỗ này mình mới cái đời sống mà lúc mà ở Nhật Bản. Nếu mà các bạn nào chưa xem được cái tuyết ở Nhật Bản nó như nào thì ok, đây là một cái gì đó để mình lưu giữ lại những cái hình ảnh mà lúc mà mình ở Nhật Bản trong cái mùa tháng mà bị dịch dập như thế này, nó có tuyết và mọi người sẽ ra nhìn tuyết, chơi tuyết, cái cuộc sống nó sẽ như thế nào. Thì cái này là cái kỷ niệm của mình ở Nhật Bản trong năm 2021 này, một trong những kỷ niệm đầu tiên luôn đấy. Thì mình thực sự là thấy nó cũng cái gì đó nó thú vị mà nó khó diễn tả trong năm nay. Các bạn mà xem những cái tập vlog của mình những phần trước ấy thì cái bãi đất trống ở đây này, đó là cái nơi mà đã diễn ra những cái hội chợ, chợ trời ở khu Nakano này, nó sẽ diễn ra ở đây. Đó, thì bây giờ hôm nay thì không có chợ trời nữa rồi, mà đây chắc là chuẩn bị hình lễ hội tuyết mất rồi. Mà lễ hội tuyết mà vắng như này làm gì có cái lễ hội nào mà nó vắng như này đâu, đúng không? Vắng thật sự luôn ấy. Cái khu này không phải chỉ là cái công viên này không thôi nhá, ở đây nó còn có mấy cái trường đại học ở đây nữa ấy. Đại học Meiji, rồi đại học gì ấy. Nhiều đại học ở đây lắm. Đó. Ngoài ra nó cũng là cái chỗ chơi của cái bọn học sinh cấp 3, học sinh tiểu học nữa. Bệnh viện cũng có luôn nhá. Đó.
vẻ bây giờ thì mình cũng đã được hơi được sự ưu ái ấy, của thiên nhiên hay sao ấy. Trời bây giờ bắt đầu đã lại tuyết mưa rơi lại dày lại đẹp như lúc nãy rồi. À, bây giờ thì thực sự rất là mãn nguyện luôn, 100% là mãn nguyện ngày hôm nay là có thể quay được những cái thước phim nhìn đẹp như thế này rồi, mà đặc biệt ra cái chỗ bãi đất trống này nữa. Mình đi tuyết thì ở bên Nhật Bản này cũng phải 4 năm, thì năm nào cũng có tuyết luôn, năm nào Tokyo cũng có tuyết. Có một năm tuyết rất là dày là năm 2017, cuối năm 2017 đấy, tuyết rất là dày, nhìn rất là đã. Thì cái đợt đấy thì mình cũng quay phim nhưng mà chỉ quay phim kiểu vớ vẩn thôi. Thì ngày hôm nay thì quay phim chắc là cũng đỡ vớ vẩn hơn một tí, xíu được xíu hơn một tí, kiểu có chỗ phải trơn thế mọi người. Đấy thì hy vọng là mọi người sẽ kiểu sẽ enjoy cái thích cái clip này của mình ngày hôm nay ở đây. Thì chắc là chuẩn bị đến đây thì mình sẽ quay đây một xíu nữa, rồi hy vọng là sẽ quay được những cái hình ảnh đẹp ở đây nữa. Mình rất thích những kiểu là phải chạy ra đường kia ấy. Đúng rồi, đã luôn ấy, nhìn mấy thằng bé kia nó ra kia nó chạy nhìn trông sướng thật. Nhưng mà muốn tôi để cái máy ở đây, mình sợ cái máy này để ở đây không thôi thì nó như kiểu nó hỏng xừ mất rồi ơi. Ồ, nhưng mà từ bây giờ thì nhìn rất là đã luôn, nhìn tuyết thực sự là thích luôn ấy, rất là thích luôn. Waking up feeling the taste of a fight last night. Waking up, making a mess of an old goodbye. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long. Mình đi ngang qua cái chỗ trường đại học Meiji này này, đẹp, rất là đẹp luôn. Và mình còn thấy có mấy cái đứa trẻ con ấy, nó đi chơi xong nó còn trượt dài lên cái chỗ cái sàn, mà cái sàn nó toàn tuyết mà nó đóng băng lại rồi, mà nhìn nó trượt mà nó còn thấy vui ơi thích ấy. Nhìn thì mình sợ là nó lạnh ấy, nhưng mà mình nghĩ là bọn trẻ con này chắc nó chẳng thấy lạnh đâu, tại vì chúng nó quá cuồng nhiệt cái món tuyết này, trò chơi tuyết này rồi. Thì mình cũng thế, mà mình cũng cảm thấy như kiểu mặc dù mình trải qua mấy năm rồi, năm nào cũng có tuyết mà vẫn thấy thích tuyết như thế này. Đó, một cái gì đó nó là nguồn cảm hứng cho mình luôn ấy. Thế mà mình vẫn chưa đi là cái vùng nào mà nó có nhiều tuyết mà để trượt tuyết ấy, sự là một cái gì đó đáng tiếc. Tuyết để nó dày lên mấy cm, cả chục cm ấy, chưa là nào có luôn cả, chán ghê. Đến bây giờ chắc là cũng là tầm 5 giờ hơn rồi, mình thấy cũng khá là muộn rồi, trời đã sắp tối rồi ấy. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây, hy vọng mọi người sẽ thấy thích cái clip này. Và nếu mà lát nữa trời vẫn còn tuyết nữa mà đẹp ấy, thì thay vì là mình sẽ đi chơi ở khu Nakano này, mình sẽ về nhà mình sạc pin xong mình sẽ sang bên khu Kuenji kia. Thì khu Kuenji nó cũng rất là đẹp, mà nó không, hình như là như kiểu nó sẽ là cái phố cổ hơn, mình sẽ quay cái khu phố của nó nhiều hơn là khu công viên bãi trống như ở Nakano này. Đó thì đó là cái kế hoạch của mình trong tối nay. Hy vọng là nếu mà trời là vẫn còn tuyết nha mọi người, chứ còn nếu mà nó hết tuyết rồi ấy, thì thôi coi như đây là một cái gì đó thực sự là rất là đáng tiếc. Thì nếu mà các bạn thấy thích clip này, đừng quên thì một nút like để cho mình có thêm nhiều nguồn cảm hứng để mình quay phim tiếp. Và nếu mà các bạn thấy không thích cái clip này thì phải comment vào đấy, để mình cũng biết là mình quay phim như dở hơi, để mình còn dừng lại làm clip mấy cái clip mà nó vô bổ như này nữa. Thì cảm ơn các bạn và hy vọng là có thể gặp lại các bạn lại tối nay tiếp nhá. Yeah.